Để giải quyết những vướng mắc trong việc đăng ký, cấp sổ đỏ hoặc lập hồ sơ quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết sẽ tiến hành tổng thanh tra tất cả các quận, huyện và các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, dự kiến bắt đầu từ ngày 25 tháng 7. Ông Lê Thanh Nam, trưởng phòng đăng ký thống kê đất đai Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, Sở sẽ thanh tra tất cả các dự án phát triển nhà ở và đây là một phần trong công tác rà soát tháo gỡ khó khăn trong việc cấp sổ đỏ cho người dân. Mục tiêu là giải quyết hết vướng mắc liên quan trước tháng 6 năm 2017. Dự kiến từ ngày 25 tháng 7, tổ công tác sẽ đi thanh tra để xử lý vi phạm của chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở để có căn cứ pháp lý hỗ trợ người dân trong việc cấp sổ đỏ. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm định các dự án đó có đủ điều kiện hay chưa và căn cứ hiện trạng thực tế xem có vi phạm hay không. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thông báo lại về việc có cấp được sổ đỏ hay không và nếu không thì vướng ở đâu. Hà Nội hiện có khoảng 230.000 căn hộ đã và đang triển khai đầu tư xây dựng, trong đó khoảng 150.000 căn hộ đã được bàn giao cho người mua, 133.000 căn đã được cấp sổ đỏ.